Có nên xây tường hay lớp để chống nóng không? Thực tế cho thấy, cứ vào mùa hè, nhất là đợt nắng nóng đỉnh điểm, những ngôi nhà hướng Tây hoặc những công trình nhà lô phố mặt tiền hẹp, xây cao tầng luôn là mối lo của nhiều gia đình khi thường xuyên chịu tác động của ánh nắng chiếu ở các phía. Hiện nay nhiều công trình xây dựng đang sử dụng cách xây tường hay lớp, vừa để chống nóng, vừa để hạn chế tình trạng cháy nổ lan rộng trong mùa hè. Tuy nhiên, có nhiều người cho rằng nó ảnh hưởng đến kết cấu của công trình. Có nên xây tường hay lớp không đang là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều gia chủ, còn một lời giải đáp chính xác từ các nhà thầu xây dựng. Chính vì vậy, nội dung video ngày hôm nay, LK sẽ cùng các bạn tìm hiểu về biện pháp xây tường hay lớp để chống nóng cho nhà ở, để xem liệu đây có thực sự là biện pháp hữu ích và đáng sử dụng hay không nhé. Đầu tiên cần phải hiểu thế nào là xây tường hay lớp. Bên cạnh rất nhiều giải pháp cách nhiệt cho tường nhà chống cái nắng mùa hè như sử dụng bông thủy tinh cách nhiệt, điều hòa, máy lạnh thì xây tường hay lớp là một cách rất hiệu quả, không những chống nóng mà còn bảo vệ được lớp tường bên trong ngôi nhà khỏi những tác động của thời tiết. Xây tường nhà hai lớp là giải pháp giúp giảm nhiệt chiếu trực tiếp vào tường, làm cho gió lưu thông đem lại hiệu quả chống nóng, đặc biệt là với những ngôi nhà hướng Tây hoặc xây ở vùng nhiệt đới nắng nóng. Có nên xây tường hay lớp không sẽ là quyết định của chủ đầu tư, phụ thuộc vào hướng nhà và khả năng tài chính mà gia chủ hiện có. Giải pháp của các kiến trúc sư đưa ra là làm thêm một lớp tre ở bên ngoài, double skin, nói nôm na khoác cho ngôi nhà một lớp áo nữa, nhằm không cho nắng chiếu trực tiếp vào tường để giảm nhiệt. Bên ngoài ngôi nhà được bọc trong các tấm prima. Giữa lớp bên ngoài và tường chính của ngôi nhà là một khoảng cách. Chính khoảng trống đệm giữa hai lớp này làm cho gió lưu thông và làm mát tường. Có nên xây tường hai lớp không khi điều này khiến cho căn nhà không phải dùng máy lạnh nhiều do nhiệt độ trong nhà bị tăng cao bởi bức xạ mặt trời? Giống như một chiếc áo choàng bảo vệ, cách tường khoảng 10cm, chúng ta sẽ xây thêm một tường bằng vật liệu cách nhiệt ở ngoài, song song với lớp bên trong để tạo ra một khe hở giữa hai tường, đó là cấu tạo cơ bản của tường xây hai lớp. Vậy cách xây tường hai lớp như thế nào? Xây tường hai lớp, tường nhìn chung có độ dày là 330 với hai lớp gạch lỗ là 110. Xây song song đảm bảo duy trì ở giữa một khe tường khoảng 10cm. Lớp không khí trong khe tường này giúp cách nhiệt khá tốt. Khi lớp tường ngoài bị nung nóng thì lớp tường ở bên trong sờ vào vẫn mát tay. Hoặc nếu có điều kiện thì các bạn đổ tất cả những bức tường ở hướng Tây đều là tường bê tông dày khoảng 25-30cm, đảm bảo với các bạn là nhiệt sẽ không thể xuyên qua được lớp bê tông dày này. Vậy có nên xây tường hai lớp hay không? Với độ dày này, nhiệt độ ở bên ngoài khó có thể xâm nhập vào bên trong, hoặc là nếu có cũng ít hơn rất nhiều. Cấu tạo của tường hai lớp khá đơn giản, bao gồm hai lớp tường trong và ngoài. Mỗi lớp có độ dày chừng 110mm đến 220mm. Giữa chúng có một khoảng không dày cỡ 100mm. Khoảng không giúp cho không khí lưu thông, làm chậm quá trình chuyển nhiệt, từ đó giúp không gian bên trong trở nên mát mẻ hơn. Tuy nhiên, nếu làm hai lớp tường bằng gạch, khối lượng tổng mà móng phải gánh chịu là rất lớn. Nếu không gia cố móng mà xây dựng theo kết cấu móng của nhà bình thường, tương đương, dễ gây hiện tượng sụp đổ tường do kiềng đà không chịu nổi, vì vậy phải tính toán giải pháp móng nhà phù hợp. Vì tốn kém hơn cách xây bình thường, nên nhiều gia đình vẫn băn khoăn có nên xây tường hai lớp hay không. Tuy nhiên, các kiến trúc sư khuyên rằng nên thi công kết cấu tường hai lớp cho những ngôi nhà hướng Tây để chống nóng hiệu quả hơn và có thể kết hợp với nhiều biện pháp khác để có kết quả tốt nhất. Khi thi công tường hai lớp, chúng ta cũng có thể sử dụng thêm vật liệu cách nhiệt như bông thủy tinh hay là gạch chống nóng để làm tăng hiệu quả. Với những thông tin được chia sẻ vừa rồi, hy vọng các bạn sẽ tìm ra cho mình được một biện pháp chống nóng hiệu quả cho ngôi nhà của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Follow kênh để biết thêm nhiều kiến thức hay.